họp của lãnh đạo chính phủ với các bộ ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, nguồn cung xăng dầu không thiếu. Sau cuộc họp của lãnh đạo chính phủ với các bộ ngành, doanh nghiệp về điều hành xăng dầu, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi trao đổi với báo chí về công tác này. Theo Bộ trưởng, trước những sự biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành đã giao các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng sản xuất, các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu tăng mức nhập khẩu và sẵn sàng cung ứng xăng dầu cho các địa bàn cần tăng cường, kể cả cho đơn vị ngoài hệ thống. Thứ hai, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và giao Bộ Tài chính tiếp tục giả soát, cập nhật chi phí định mức, chi phí phát sinh thực tế để phản ánh và công thức tính giá cơ sở trong các kỳ điều hành tới. Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh cho từng trường hợp cụ thể. Thứ tư, Chính phủ giao các bộ ngành phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc căm hàng chờ tăng giá. Thứ năm, chính phủ giao cho các bộ ngành chức năng và chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông mặt hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, kể cả trong giờ cao điểm. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong cuộc họp về điều hành giá vào chiều 11 tháng 11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan thống nhất nhận định như sau. Trước tiên, về nguồn cung, theo báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, hai nhà máy lọc dầu trong nước đã đạt tổng sản lượng 12,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm. Theo số liệu của cơ quan chức năng về xuất nhập khẩu, thì 10 tháng năm nay, các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu đã nhập 5,7 triệu tấn xăng dầu. Như vậy, tổng nguồn xăng dầu cho đến giờ này là 18,6 triệu tấn, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm. Tuy nhiên, thực tế vẫn bị đứt gãy nguồn cung ở một số phân khúc. Vì vậy, chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi đầu cơ trục lợi găm hàng chờ tăng giá hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác